Xin kính chào toàn thể quý anh chị bà con đã quay trở lại với kênh Thủy sản 365. Và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái ao cá đang gặp cái hiện tượng các cái váng bọt nổi lên rất là nhiều, váng bọt li ti nổi lên trên mặt nước, hầu như là phủ kín toàn mặt ao như thế này. Và đây là một trong những cái câu hỏi được rất là nhiều bà con quan tâm và gửi về cho chúng tôi. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng thạc sĩ Nguyễn Văn Tiến cùng chia sẻ với quý bà con về cái nguyên nhân và khắc phục cái hiện tượng này trong cái ao cá của chúng ta. Xin chào bà con. Thì đây cũng là một cái hiện tượng mà rất là phổ biến đối với những cái ao tù mà không có nước thay ra vào, thì cứ cái hiện tượng là bọt, váng bọt nó sẽ nổi lên như thế này. Đấy, đây tôi hớt lên cho bà con đây, nhìn thấy là bám vào tay như thế này. Thì cái này ấy là nó sẽ là nguyên nhân từ đâu? Nó là sinh ra từ cái khí độc ở dưới đáy ao của bà con. Đa số cái hiện tượng những cái ao mà gặp hiện tượng này thì là cái lượng bùn đáy ở dưới ao là nó có một lượng bùn đáy rất là lớn và lưu cữu năm này qua năm khác, thì nó sẽ xuất hiện những cái mùn bã hữu cơ, là ví dụ như là lá cây, rễ cây, rồi từ thức ăn của cá là nó sẽ sinh ra và nó sẽ phân hủy dưới đáy ao. Đối với những cái thời tiết là mùa hè hoặc là mùa nắng nóng như thế này thì là nó sẽ phân hủy nhanh và nó sẽ sinh ra những cái khí độc trong nước, đó chính là ví dụ như là khí metan hoặc là khí NH3, NO2, NO3. Đấy thì là nó sẽ làm cho cái hiện tượng là nó có những cái bong bóng khí nó nổi trên mặt nước như thế này. Thì khi mà nó bong bóng nổi lên mặt này và kết hợp với chúng ta mà không xử lý, không có cái biện pháp gì để mà cải thiện nguồn nước, ví dụ như là bà con đánh vôi hoặc là bà con đánh thuốc hoặc là bà con đánh men vi sinh để xử lý, thì ngay lập tức là nó sẽ tạo thành các cái màng, và màng nó kết tủa với nhau như thế này, và nó sẽ làm cho môi trường nước của chúng ta là nó sẽ thiếu cái oxy khuếch tán ở xuống dưới nước. Thì khi thiếu oxy khuếch tán xuống dưới nước thì cái DO của trong nước nó thấp, thì nó lại càng sinh ra các cái khí độc mà hiếm khí nó phát triển mạnh hơn, thì nó lại càng sinh ra nhiều bọt hơn và nó làm cho môi trường nước của chúng ta lại càng nhanh ô nhiễm hơn, bẩn nước hơn. Thì khi mà nuôi cá, bà con nuôi ở trong cái ao như thế này thì cá sẽ rất dễ gặp dịch bệnh, rồi thì là nước xấu, rồi thì là cá chết. Đấy, rất là vân vân, gặp rất nhiều vấn đề, cá chậm lớn. Thì để mà xử lý cái vấn đề này thì bà con sẽ hỏi tôi là có cách nào xử lý. Thì ở đây thì tôi sẽ đưa ra cho bà con là hai cái phương pháp xử lý. Cái phương pháp thứ nhất là bà con có thể là sẽ kéo dạt cái bọt này vào một góc, và bà con sẽ sử dụng cái hút mặt để hút loại bỏ ra khỏi môi trường ao. Đấy là cái biện pháp tôi gọi là cơ học, sẽ hút bỏ loại bỏ đi. Còn cái biện pháp thứ hai để mà xử lý vấn đề này là tôi sẽ khuyên bà con sử dụng cái biện pháp sinh học, đó chính là sử dụng các loại men vi sinh, những cái sản phẩm men vi sinh để mà với mật độ men vi sinh lớn. Thì men vi sinh có tác dụng khi mà đánh xuống ao như thế này thì nó có tác dụng như là những cái người dọn dẹp rác ở khu vực vệ sinh của nhà bà con, nó sẽ đi dọn dẹp những cái váng bẩn như này, những cái nhớt bẩn ở thành ao thế này, và thậm chí là những cái bùn đáy bẩn như thế này, thì là men vi sinh nó sẽ xử lý được cho bà con những cái này, thì là giảm thiểu cái môi trường nước của chúng ta, trả lại môi trường trong, môi trường sạch. Thì men vi sinh thì nó là những cái con vi khuẩn có lợi thôi, thì nó có hoàn toàn an toàn 100%, không có tác dụng phụ, không có độc hại gì đối với cả con người và đối cả cá của chúng ta cả. Nếu mà chúng ta sử dụng những cái hóa chất thì xử lý được không? Cũng xử lý được, nhưng mà nó cũng sẽ ít nhiều là nó sẽ ảnh hưởng ngược lại đối với người sử dụng, ảnh hưởng đến với cá nuôi của chúng ta. Nên là chúng ta nên sử dụng những cái biện pháp sinh học an toàn. Thì ở đây là tôi sẽ khuyên là sử dụng cái sản phẩm men vi sinh Probio 365+ này. Cái sản phẩm này thì nó có một cái ưu điểm rất là lớn, đó chính là mật độ men nó rất là cao, 1 x 10^12 tương đương với 1.000 tỷ con men trong một gói sản phẩm như thế này. Thì nó sẽ đảm bảo được là cái mật độ men vi sinh, những cái lượng men vi sinh này nó lớn, và nó sẽ đưa xuống môi trường thì là nó đảm bảo được là cái quân số, và nó đi nó xử lý nước của cho ao cá của bà con được hiệu quả. Thì nó làm cho cái tác dụng nhanh, thì nó hiệu quả, thì nó làm trả lại môi trường nước của chúng ta nó được trong sạch, và từ đó thì chúng ta nuôi đối tượng nuôi là cá hay là cua hay là tôm hay là ốc ếch gì đấy, thì là nó sẽ đảm bảo được môi trường nước nó sạch, thì là nó sẽ cá nó sẽ lớn, phát triển ok. Đấy. Dạ vâng, rất cảm ơn chuyên gia hôm nay đã chia sẻ cho quý bà con về một cái thông tin kỹ thuật rất là nhức nhối trong người dân bấy lâu nay nuôi trồng thủy sản. Và bên hiện tại công ty chúng tôi cũng đang phân phối cái sản phẩm Probio 365++. Bà con nào mà đang quan tâm về sản phẩm này thì đừng quên gọi điện về số hotline để được tư vấn và cung cấp cái sản phẩm này đến tận nhà. Và xin kính chào và hẹn gặp lại các bác ở trong những cái video tiếp theo. Xin chào chuyên gia. Xin chào bà con.